đi thôi. Chị Đại bảo chúng ta phải theo dõi nhất cử nhất động của con bé Cherry, vì vậy không thể để cho nó phát hiện được. Ok, đi. Sao biết được? Thôi, vào xem nó làm gì. Cherry, em đi. Hôm nay được ngày nghỉ, tôi tranh thủ vào thăm bác. Tình hình bác thế nào rồi? Ừ, bố tôi cũng đỡ nhiều rồi. Chắc chỉ cần nghỉ vài hôm nữa là được ra viện thôi. Ừ, thôi, để tôi gọi thăm bác. Dạ vâng ạ. Cháu có mỗi ít táo để bác ăn tẩm bổ ạ. Ừ, bác cảm ơn. Lần sau cháu đến chơi với bác là được rồi, không cần mua quà cho bác đâu. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Thôi, để tớ cầm giúp cho. Ừ, cậu cầm hộ tớ. Ừ, bác cũng đỡ nhiều rồi, chắc vài hôm nữa là bác sĩ cho bác ra viện thôi. Vâng ạ, thế thì tốt quá. Cherry, tình hình công việc dạo này thế nào rồi? Cái này ai? Não già, im mồm. Ông hô lên, tôi giết. Người thân là như thế nào? Đi thôi. Là bọn khốn Alibaba, tao sẽ giết hết chúng mày. Chị Đại. Chuyện gì
Jerry, như thế nào rồi? Lúc này bọn em theo dõi nó. Thì nó đến bệnh viện gì ạ? Nó đến bệnh viện để làm gì? Dạ, nó đến thăm bố con Candy đang phải làm viện gì ạ? Sao mày không kêu rõ nó kia đi? Còn về đây làm gì? Bắt nào về đây chỉ được đi nó ta chốc trả nên bọn em đã giết nào rồi ạ? Tại sao chúng mày lại giết bố của nó? Dạ, mới đầu em cũng chỉ định bắt Lao Tà về đây để làm con tin, khống chế bọn Eagle. Nhưng giết Lao Tà là việc ngoài ý muốn ạ. Thế bọn nó có biết chúng mày đã giết bố của nó không? Dạ có chị ạ. Bọn chúng có đuổi theo và thấy bọn em giết não rồi ạ. Vậy là không được rồi. Kiểu gì chúng nó cũng sẽ mò đến đây để trả thù cho bố nó. Chúng mày tăng cường cảnh giác đi. Vâng ạ. Go!
về căn cứ đã, rồi tìm lại sau. Đến đông đủ chưa? Thưa sếp, bọn em đã đến đủ. Thưa sếp, đây là vật gì vậy ạ? Đây là sợi dây chuyền cổ vật. Và tao muốn bọn mày đi lấy nó về cho tao. Thưa sếp, bọn em phải tìm nó ở đâu ạ? Sợi dây chuyền này đang được bọn Icon canh giữ cẩn mật. Dạ, bọn em biết phải làm gì rồi ạ?
Vậy chúng mày hãy chọn cho mình mỗi người một khẩu súng rồi đi lấy lốt về đây cho tao. Yes sir. Thiết giao lại hoàn thành dễ dàng như vậy. Phải mau ra khỏi đây thôi.
ta đã bị chặn mất đường ra rồi. Tao với mày phải làm gì đây? Muốn ra khỏi đây chỉ có một cách duy nhất, là tao với mày phải mở con đường máu. Được rồi, lên. Không thể để bọn nó cầm sợi dây chuyền ra khỏi đây được. Thôi.